xinh. Cá vàng, à không phải, cá xanh dương bơi trong hồ, nước bơi lên ngụm xuống. Cá vàng, à cá xanh dương cháy đen tui, nó liên quan của ha. Ok, và hai xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng em đã quay trở lại với đây không phải là series mà là quay trở lại với Mini World. Yeah, ok. Thì anh em có thấy mình đang đứng đâu không? Hiện tại mình đang đứng ở trong cái map cũ của mình. Đã lâu lắm rồi, hình như là gần 2-3 tháng rồi mình chưa có vào cái map này nữa. Và anh em có biết một điều gì đã xảy ra trong cái map này không? Trời ơi, có một điều đặc biệt lắm anh em ơi, đó chính là ở gần nhà mình nó mọc lên một cái khu rừng bự như này nè. Trời ơi trời, mới có vài tháng không có vào map à, mà tự nhiên cây cối đâu nó mọc lên nguyên một cái khu rừng bự ơi là bự ở đây luôn. Thôi kệ, mình cũng đang thiếu gỗ, hay là mình vô mình lấy cái đồ để mình chặt ta. Nhưng mà bây giờ mình yếu ớt quá, làm sao mình chặt hết đống gỗ này được đây. Ơi là trời, khổ quá. Để mình đi vô nhà mình kiếm coi. Nhiều khi là trong nhà, ủa ở chỗ này sao tự nhiên có cục kim cương vậy? Trời là trời, cái nhà của mình tự nhiên không, nó ở đây xung quanh đều là gỗ, tự nhiên có cục kim cương đây. Thôi kệ, nói chung mình không hề quan tâm đâu. Trời ơi, có cái gì giúp tôi đâu. À đây có cây rìu nè. Rồi, mình sẽ lấy cây rìu mình ra mình chặt gỗ cái đã. Trời ơi, cái gì đâu mà nó mọc tùm lum nhà mình luôn. Nhìn cái nhà mình có khác gì cái khu rừng không? Cái rừng Amazon không? Trời là trời. Rồi để mình chặt cái đã. Trời ơi mệt quá. Ôi, trời ơi. Ôi, chặt có mấy cái khúc gỗ thôi mà cảm thấy là nó hơi mệt anh em ơi. Ủa đúng rồi. À mình nhớ rồi anh em ơi. Mình nhớ là trong map của mình hình như là hôm nay mình có mời một vị khách mời, đó chính là Kyron. Trời ơi, đó chính là Kyron TV đó. Không biết có bạn nào biết anh Kyron không ta? Bạn nào biết hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, bây giờ mình sẽ qua mình nhờ Kyron, hình như mình nhớ skin của Kyron hình như là kiếm sĩ hay là samurai gì đó mình không nhớ nữa. Để mình qua mình nhờ ổng là dùng cái kiếm của ổng chặt hết cái đống cây này, chắc là ổng sẽ chặt nhanh lắm luôn á. Ok, được. Ok đi thôi để mình qua mình nhờ ổng mới được. À ok, để mình qua mình rủ ông Kyron mới được. Đây, leo nhà ổng luôn. Ôi ơi, hello Kyron. Trời bắt con gà nè. Trời là trời, làm gì mà hát la âm sầm vậy trời. Hết hồn trời ơi. À đây là lần đầu tiên tới với thế giới cũ của Phong Cận cho nên bị háo hức đó không. Trời ơi, ơi tôi à mới được đi thăm nhà. Trời ơi, tôi nói thiệt luôn nha, ông mà chẳng qua là ông là vị khách mời, tôi mới cho ông mượn tạm căn nhà này ở trong cái world của tôi, chứ thôi là tôi bắt ông đi tự đi xây nhà đó. Cái nhà này trước đây là có quán ăn mà giờ cho ông mượn. Ông làm gì đây, ông biến thành cái tiệm tạp hóa luôn hả? Đúng là bạn tốt. Đúng rồi, tôi vừa mới mở ra một cái tiệm tạp hóa nè, đó, rất là nhiều điều thú vị luôn nè, đó, ghê nha. Ê, đúng rồi, tôi hôm nay tôi qua đây là tôi có chuyện muốn nhờ ông á. Ừ, có chuyện muốn nhờ, ủa chuyện gì vậy? À, ông nhìn thấy bên nhà tôi không, có một cái rừng cây luôn kìa. Thì bây giờ hiện tại là tôi một mình tôi thì không thể nào mà chặt hết cái rừng cây được, cho nên là tôi muốn nhờ ông có thể nào qua bên đó sử dụng cái kiếm của ông và chém banh hết cái rừng cây hộ tôi được không? Cây kiếm của tôi bây giờ tính ra là nó cũng đã cũ rồi, chặt xíu rồi nhiều khi nó gãy luôn á. Nhưng mà khoan, có cách hết trời. Cách gì? Tôi xin giới thiệu với ông, đây, nhìn đi, hay chưa? Biết con này là con gì không? Ủa cái con gì? Tôi mới thấy nó ăn cái gì kìa. Ủa cái con này là con gì ạ? Đây, xin giới thiệu với ông, đây là con robot mà tôi vừa mới chế tạo ra đời mới nhất năm 2019. Nó có khả năng như trồng cây, chặt gỗ và nó có rất là nhiều điều thú vị luôn. Ông có muốn mua không? Tôi đảm bảo là ông mua cái con này về là nó sẽ giúp ông chặt cây đó, rất là tuyệt vời. Vậy con robot đó hả? Đâu để tôi thử coi. Cái gì? Trời ơi, sản phẩm của người ta là chỉ có một trên thế giới thôi, bây giờ bạn đánh vậy là chết tôi rồi. Xin lỗi, trời ơi, con robot này nhìn coi bộ cũng hiện đại quá nha. Ơi, cái con robot này ông bán nhiêu tiền? Trời ơi, tôi giàu lắm, nhiêu tiền tôi cũng có hết á. Con này hả? Con này là bán ít nhất là phải một viên kim cương đó, có không? Trời ơi, một viên kim cương, ghê, để tôi coi cái trong người. Ở đây tôi có 4 cục gỗ nè, lấy tạm được không? Trời, thiệt luôn. Thiệt luôn á hả? Tôi nhớ rồi, đúng rồi, ở nhà tôi có kim cương, đúng rồi, quên, để tôi tí nha. Ồ đây, trời ơi, hồi sáng nay mình thấy ở nhà mình có cục kim cương nè anh em, đó, trời ơi, nằm ở đây một cục kim cương bự thiệt bự luôn nè. Ok, để mình lấy mới được. Ôi, may quá, may trong nhà mình còn kim cương, đây, cái máy khoan đây. Rồi, mình sẽ lấy cục kim cương này qua, mình lấy con robot, ok, trời ơi, lấy nhanh. Đó, một kim cương á. Chơi khói kim cương luôn hả? Đúng rồi, khói kim cương luôn á. Ok, tôi lấy con robot nha. Rồi ok robot, trời đi theo chủ nhân mới của ngươi đi. Đây chính là Phong Cận TV, đi theo đi. Ok, để tôi lấy nó về. Ok anh em, thì bây giờ mình đã mua con robot này về rồi đây. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm thử coi nó có thật sự là chặt gỗ được như là lời của Kyron nói không nha. Ok, để mình xem nha. Trời, con robot này thấy nó cũng nhỏ xíu và không biết nó có làm ăn được gì hay không đây. Ok, để mình thử, mình khởi động nó lên nha. Tít
Ok, để coi coi. À, bây giờ mình sẽ quăng cho nó cái lưỡi cưa nè. Ủa, nó có sẵn luôn hả? Ủa, thôi cài cài cho nó luôn đi. Để coi coi nó có đi chặt gỗ không. Ui nè anh em, nó đi chặt gỗ thiệt luôn nè. Ui ghê. Để coi coi. Ôi ôi, nó coi bộ nó làm việc khá là siêng năng nha. Coi coi nó có đi qua cái cây khác này để nó chặt không ta. Cái gì đây? À ôi, nó chặt gỗ xong nó đem gỗ lại, nó vứt lại cho mình. Trời ơi, được. Ok. Rồi, yeah, trời ơi, vậy là mình khỏi cần chặt gỗ anh em ơi. Trời ơi, tiện nha. Ok, chờ coi coi nè. Rồi đó, giờ nó bắt đầu nó sẽ chuyển qua bên cái cây gỗ khác để nó chặt nè. Rồi coi bộ con robot này cũng tiện quá nha. Ở bên đây. Trời ơi, sao nó vứt qua đây hoài vậy? Rồi nó không vứt cho mình, nó vứt có mỗi qua bên đây à. À ok, chắc là tí nữa mình sẽ để một cái rương ở đây cho nó bỏ vào trong đó. Rồi để mình vào mình làm cho nó cái rương cái nè. Đi vào đây. Bây giờ mình sẽ vào mình làm cho nó cái rương, sau đó mình đặt ở đó thì nó sẽ tự động bỏ vào cái rương để coi cái phải đúng không nha. Rồi để mình làm cái nè. À, chế gỗ đó nè. Rồi chế một cái bàn chế tạo. À, bàn chế tạo đây. Ok, bây giờ mình sẽ làm một cái rương. Chế ra, chế que gỗ. Ok, mình sẽ làm một cái rương. Rồi mình sẽ đem cái rương này mình đặt ở đây coi, không biết nó có tự động nó bỏ gỗ vào trong rương không nha. Đặt ở đây nè. Ok rồi, mình sẽ bỏ gỗ vào trong rương thử. Thôi, đứng đây chờ tiếp coi. Ở hai từ từ mình lấy ra đi xong rồi coi coi nó có bỏ vô. Ủa sao nó không bỏ vô mà nó mất ra vậy? Trời, chắc mình phải lập trình nó lại quá. À, để coi coi. À, bây giờ mình lấy gỗ là mày phải bỏ vô trong rương nghe chưa? Trời, con robot này hình như không biết nó hiểu tiếng người không ta. Ủa sao nó đứng im rồi? Robot ơi, cứ động đi. Ờ để mình lập trình lại cho nó coi. Cái gì? Ôi trời, chắc là nó hết pin rồi anh em ơi. Trời, để mình vào nhà mình kiếm pin cho nó ra. Trời, mới dùng có tí xíu mà đã hết pin rồi. Ôi chết rồi anh em ơi, mình quên mất là mình quên hỏi Chiron là cái con này nó sử dụng bằng cái gì rồi. Hồi nãy là mình tưởng nó dùng bằng pin nhưng mà không phải. Mình con này nó không có chỗ nào để bỏ pin hết à, hay là nó có thể ăn được như người bình thường ta? Ờ chắc là vậy. Để mình qua đây mình kiếm coi không biết có cái gì cho nó ăn. Rồi đã, để mình qua mình kiếm thử. Hồi là trời, coi bộ cái pha này có nha. Ở đây có gì đây? Nước ép Ekma nè, bánh mì nè, mật ong nè, rồi có thịt heo nè, khoai tây chiên, có sữa đó nè. Ok, mình sẽ lấy những cái này cho nó đi. Rồi mình sẽ lấy ra đó. Không biết là nó ăn cái nào ta, để mình thử mình ra mình vứt từng cái cho nó coi, nếu mà nó ăn cái nào thì nó sẽ tự động nó ăn thử coi. Bánh mì nè, coi nó ăn bánh mì không ta. Ôi nó không ăn bánh mì, nó không ăn bánh mì. Ok, bánh mì hồi máu nè, nó có ăn không? Nó cũng không ăn luôn. Rồi khoai tây chiên nè, ăn không? Thịt heo nè. Ôi nó không ăn luôn anh em ơi, con này nó không ăn như vậy. Đâu thử sữa coi, sữa nè, coi nó có ăn không ta. À. Ôi nó ngóc đầu vậy, nó ngóc đầu vậy ơi. Ôi nó ngồi vậy ơi. Ôi bắt đầu nó, ôi nó uống sữa hả? Ôi trời, cái gì vậy? Ôi sao tự nhiên nó biến bự luôn vậy? À, trời, có khi nào nó tấn công mình luôn không? Ôi. Ủa rồi. Ờ trời, nó nhanh lắm vậy. Ôi nó sao nó bị tăng động, nó đi chặt gỗ kìa. À anh em ơi mình, ôi chặt gỗ nhanh vậy. Ôi. À anh em ơi mình hiểu rồi, thì ra là con robot này khi mà nó uống sữa vào á thì nó sẽ trở nên khỏe hơn và nó sẽ đi chặt gỗ nhiều hơn. Trời ơi, hay nha. Ok thôi mình sẽ cho nó thật là, ôi giờ nó thông minh hơn á, nó biết bỏ gỗ trong rương à. Đó trời ơi, có con robot này coi bộ tiện nha. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ để cho nó ở đây để nó làm việc. Giờ mình vô mình ngủ. Trời ơi, có oxin này. sướng. Ok à, trời ơi, mệt quá. Đi ngủ thôi. Hai. Anh trời, em không biết là mấy giờ rồi ta. Giờ này nhìn trời chắc là cũng đã buổi chiều rồi ha. Chắc là mình sẽ ra mình coi cái con robot nó làm việc như thế nào rồi anh em ơi. Ui, mình nghe cái tiếng nó đang uống sữa kìa. Hình như là con robot nó đang uống sữa ngoài đó thì phải. Hai con robot đâu ta? Ủa, robot nó đi đâu rồi? Ủa con robot đâu rồi? Ủa, con robot đi đâu mất tiêu ta? Ủa kìa. Trời, cái gì vậy? Sao tự nhiên con robot nó bự khổng lồ vậy trời? Nó bự quá vậy. Đâu cái gì vậy? Robot ơi. Ôi trời, mình lỡ tay mình quýnh nó rồi. Trời. Ôi sao tự nhiên nó nhìn mình vậy? Có khi nào tấn công mình không ta? Ôi cái gì? Cái ui, nó đang cầm trên tay cái đó. Trời, cái này là cái bánh biến lớn mà. Trời, chắc là hồi nãy nó lục cái rương trong tiệm đồ ăn, nó lấy lộn cái bánh biến lớn cho nên là nó lấy nó ăn xong rồi nó bự khổng lồ anh em ơi. Trời, nó quýnh mình kìa.
trời ơi, nó quấn mình. No. Chạy trời, con robot này nó bị điên rồi trời. Nó xách lấy cưa, nó cưa mình luôn. Chạy. Ôi trời, chết tôi rồi. Ui trời. Ôi nấp vô phải mình phải vô trong này mình nấp cái ra. Trời. Ok, mình nghĩ là nó bự như vậy nó không có chui vào trong đây được đâu. Rồi nó hình như nó đang kiếm mình anh em ơi, nó đang kiếm mình. Chạy lên lầu. Ui trời, chết rồi. Bây giờ làm sao đây? Ui nó bên dưới kìa. Giờ làm sao đây? Chẳng lẽ giờ mình ra ngoài là nó gặp mình nó đánh mình chết thì sao? No. Trời, có cách nào không ta? Ui. Wow. Ở đây có nhiều súng quá vậy. Ôi đại liên là chỗ được. Mình sẽ dùng cái súng này để mình phá hủy nó. Thôi kệ đi, mình hà mình mất một viên kim cương còn đỡ hơn là mất mạng. Đó, để mình nạp đạn vào cái đã. Thôi nạp đạn vào. Ok, rồi kỳ này mày chết mẹ tao rồi con robot kia. Mày đâu rồi? Ê con robot kia, tao đây nè. Ngon lại gần đây. Nhanh lên. Solo một trận đi con robot kia. Lại đây. Chết nè. Ôi trời. May quá trời, mình bắn nó chết rồi. Ôi con robot này, mày dám tấn công tao hả? Ủa rồi, bắn cho mày thêm mấy viên á. Chết đi. Ôi, đúng là con robot mà anh em. Đó anh em thấy chưa? Thôi, mấy con robot này cực kỳ nguy hiểm luôn, bởi vì là nó không có bộ não để nó suy nghĩ như con người, cho nên là nó sẽ cực kỳ nguy hiểm luôn á, cho nên là mình cảm thấy bọn nó nguy hiểm quá. Ôi may quá, may mình cũng đã kiểu tiêu diệt được nó rồi. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ gom nó đi, mình quăng xuống sông hay là mình quăng xuống núi lửa vậy đó cho nó biến mất luôn đi. Rồi ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Coi như mình đã rút được một cái bài học là không nên lợi dụng mấy con robot nhiều quá. Ok, mình không nên lười biếng đó. Thì nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình, và cũng đừng quên qua kênh YouTube cái hàng viên trong team hero bọn mình, đó chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, và thêm một cái bạn diễn viên mới hồi nãy chính là Kyron, để subscribe ủng hộ cho Kyron với lại cái hàng viên trong team hero nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.